xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2017. Đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn ngày hôm nay gồm có phần 1 là bản tin quan trọng trong ngày, gồm có một số tin Hoa Kỳ và thế giới. Trong phần 2, Hoa Liên kính mời quý vị theo dõi nhặt lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện hàng tuần vào mỗi thứ tư. Để mở đầu, Hoa Liên kính mời quý vị theo dõi một số tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, vụ kiện sắc lệnh di trú của ông Trump có thể lên tối cao pháp viện. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng làm tới cùng trong vụ tranh cãi về sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông và để mở ngõ đưa việc này lên tòa tối cao giải quyết nếu cần. Nói với phóng viên vào ngày 7 tháng 2, Tổng thống Donald Trump cho rằng sắc lệnh mà ông ban hành là điều rất quan trọng với nước Mỹ. Dù là tôi hay người nào đó kế nhiệm sau này, chúng ta đều phải giữ an ninh cho đất nước. Chúng ta phải có khả năng đó. Ngày hôm qua, một tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ đã nghe hai bên trình bày và dự kiến sẽ ra phán quyết trong tuần này về đề nghị của chính phủ, yêu cầu chấm dứt lệnh đình chỉ áp dụng sắc lệnh cấm du hành của Tổng thống Donald Trump. Một tòa án liên bang cấp thấp hơn đã ban hành lệnh hạn chế tạm thời vào tuần trước, nói rằng chính phủ không thể cưỡng hành lệnh cấm nhập cảnh 90 ngày đối với những người từ các quốc gia có phần đông dân số là Hồi giáo hoặc lệnh cấm đình chỉ chương trình nhận người tị nạn trong 120 ngày. Giờ đây, một tiểu bang gồm 3 thẩm phán thuộc Tòa phúc thẩm khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ đang quyết định liệu có duy trì lệnh hạn chế, hủy bỏ nó hay trả vụ việc về với tòa án cấp thấp hơn để xem xét thêm. Cho dù quyết định của họ có ra sao trong tuần này, thì có phần chắc là việc này rốt cuộc sẽ lên tối cao pháp viện. Hôm thứ Ba, các thẩm phán đã nghe điện thoại lập luận của một luật sư đại diện cho các tiểu bang Washington và Minnesota là hai tiểu bang cho rằng lệnh cấm du hành là vi hiến và cần bị tuyên bố là vô hiệu. Họ cũng nghe lập luận của một luật sư thuộc bộ tư pháp cho rằng tổng thống có quyền thẩm quyền ban hành một sắc lệnh như vậy và bảo vệ an ninh quốc gia. Hiện tại, việc thực thi sắc lệnh hoàn toàn bị đình chỉ và những người ủng hộ nhập cư đã và đang khuyến khích những người đã có thị thực Hoa Kỳ cần lên máy bay gấp khi có thể. Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa đề nghị giảm một nửa lượng người nhập cư hợp pháp. Trong khi vấn đề nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân bảy nước Hồi giáo đang gây tranh luận, hai thượng nghị sĩ mới đây còn đưa ra đề nghị giảm bớt lượng người nhập cư hợp pháp vào Mỹ xuống còn một nửa. Theo CNN, kế hoạch được hai thượng nghị sĩ Tom Cotton (Arkansas) và David Perdue (Georgia) đề nghị cho rằng lượng người nhập cư hợp pháp tại Mỹ ngày càng tăng với trình độ lao động thấp đã phần nào làm giảm mức lương của người lao động Mỹ có trình độ trung học hoặc thấp hơn. Hai thượng nghị sĩ này muốn giảm bớt lượng người nhập cư đến Mỹ xuống khoảng một nửa, có nghĩa là còn khoảng 500.000 người mỗi năm. Người xin visa vào Hoa Kỳ có thể phải cung cấp mật khẩu tài khoản mạng xã hội. Bộ trưởng An ninh nội địa John Kelly vào ngày 7 tháng 2 cho biết, các đại sứ quán Mỹ có thể yêu cầu những người xin cấp visa phải cung cấp mật khẩu tài khoản mạng xã hội của họ để kiểm tra lý lịch. Ông Kelly giải thích, quyết định này là nhằm xem xét chặt chẽ lý lịch của những người xin cấp visa có nguy cơ đe dọa an ninh. Ông Kelly cho hay, đây là một trong số nhiều biện pháp đang được cân nhắc, nhất là đối với các công dân từ bảy quốc gia hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc đưa lực lượng về binh cách mạng Iran IRGC vào danh sách các nhóm khủng bố. IRGC là một tổ chức có ảnh hưởng lớn tại Iran. Chính vì thế, quyết định này của Mỹ, nếu được thực hiện, sẽ đưa mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran lên một nấc thang mới sau hàng loạt các bước đi trả đũa giữa hai bên gần đây. Theo nguồn tin từ các viên chức Hoa Kỳ, một số cơ quan chính phủ Mỹ đang tham vấn về đề nghị như vậy, và nếu được thực hiện sẽ bổ sung vào các biện pháp mà Mỹ đã áp đặt gần đây nhắm vào những cá nhân và thực thể liên quan đến IRGC. Cổ phiếu châu Á đồng Euro lo lắng vì tình hình chính trị ở Hoa Kỳ và Pháp. Thị trường chứng khoán châu Á dao động với mức cao trong 4 tháng vào thứ tư hôm qua và đồng euro đã bị áp lực vì mối hoài nghi về các chính sách kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cuộc bầu cử Tổng thống ở Pháp đang làm suy sụp niềm tin của các nhà đầu tư. Chứng khoán châu Âu được tiên đoán là sẽ sụt giảm 0.3% trong khi chỉ số FTSA của Anh và chỉ số DAX của Đức, trong khi thị trường CAC của Pháp tăng nhẹ với 0.1%. Chỉ số chính của cổ phiếu châu Á Thái Bình Dương, ngoài Nhật Bản, MSCI tăng 0.1% trong cuối phiên giao dịch sau khi đã sụt giảm mạnh. Chỉ số Nikkei của Nhật tăng 0.5%. Các thị trường Á Châu hiện nay quan tâm đến rủi ro chính trị ở châu Âu và Hoa Kỳ. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Wall Street của Hoa Kỳ tăng nhẹ, chỉ số S&P 500 kết thúc hầu như không cao hơn, trong khi Nasdaq nhích lên mức kỷ lục cao nhờ các công ty kỹ thuật lớn có lời trong quý 4, trong khi cổ phiếu của các công ty thuộc ngành năng lượng giảm mạnh vì giá dầu thô không tăng. Trung Quốc nói Mỹ nên học hỏi thêm về lịch sử Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Úc, Hoa Kỳ nên học hỏi thêm về lịch sử Biển Đông vì có thỏa thuận quy định tất cả các vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đã chiếm trong Thế chiến thứ hai phải được trao trả lại cho Trung Quốc. Trung Quốc đã tỏ ý tức giận vì những lời bình luận từ chính quyền Hoa Kỳ mới về vùng biển này. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng những lời bình luận của ông Vương vào tối thứ Ba ngày 7 tháng 2. Trang này trích lời ông Vương phát biểu trong một chuyến viếng thăm Canberra, Úc gần đây, nói rằng ông có một gợi ý cho những người bạn Mỹ học hỏi thêm về lịch sử Thế chiến thứ hai. Theo ông Vương, tuyên bố Cairo năm 1943 và tuyên bố Potsdam năm 1945 nói rõ rằng Nhật Bản phải trả lại cho Trung Quốc tất cả các vùng lãnh thổ Nhật đã chiếm đóng. Điều này bao gồm cả các bán đảo Nam, Nam Sa. Ông nói thêm, dẫn tên Trung Quốc dùng để gọi quần đảo Trường Sa. Năm 1946, chính phủ Trung Quốc lúc đó với sự trợ giúp của Hoa Kỳ đã công khai lấy lại quần đảo Nam Sa mà Nhật đã chiếm đóng và nắm chủ quyền lại Ông Vương nói. Trung Quốc nói thì nói vậy, nhưng thực tế thì họ vi phạm trầm trọng khi chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thủ tướng Nhật hứa tạo 700.000 việc làm cho nước Mỹ. Vào ngày 9 tháng 2 năm 2017, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có chuyến công du Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, ông Abe hứa sẽ tạo việc làm tại Mỹ và gia tăng chi phí quốc phòng với hy vọng Tokyo sẽ bớt bị Tổng thống Trump lên án là cướp công ăn việc làm của dân Mỹ và dựa dẫm vào Washington. Reuters dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản. Theo đó, phái đoàn của Thủ tướng Shinzo Abe, gồm Bộ trưởng Tài chính Taro Aso và Ngoại trưởng Fumio Kishida tới Mỹ với một loạt các biện pháp để tạo 700.000 việc làm ở Hoa Kỳ thông qua các đầu tư đối tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, đặc biệt là tàu cao tốc. Các tập đoàn lớn của Nhật như Toyota cũng dự kiến sẽ tham gia chiến dịch này. Tuần trước, Chủ tịch Toyota Akio Toyoda đã gặp Thủ tướng Shinzo Abe. Công ty điện tử Sharp dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy trị giá 7 tỷ đô la. Sau khi từ bỏ hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 đối tác, trong đó có Nhật Bản, Tân Tổng thống Mỹ muốn đàm phán riêng với Nhật về một thỏa thuận song phương. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CDA trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Samsung, LG, Sony, Bose cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishing, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là sáng tạo và kỹ thuật ngày nay trao tặng, và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất do Hiệp hội Residential Systems trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Luraco. Một lần nữa, ghế mặt xa khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế mặt xa cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Ghế mặt xa cũng là ghế duy nhất có những bằng chứng khoa học từ trường đại học Weber, tiểu bang Utah về các tính năng vật lý trị liệu hiệu quả nhất. Thêm chi tiết xin liên lạc 1-800-483-9930. 1, -483 -9930, 1 483 9930 General Tsai, Công ty làm bảng hiệu hơn 25 năm tại Virginia, Maryland và Washington DC, General Sign chuyên cung cấp các dịch vụ gắn bảng hiệu cửa hàng bên trong và bên ngoài, đèn LED cho chữ đèn bảng hiệu tiệm, hộp đèn bảng hiệu, đèn LED chạy chung quanh Windows, chữ dán cửa ra vào và cửa kiến, bảng hiệu bằng gỗ hoặc bằng nhôm, dán chữ lên xe van và xe truck, làm banner. Công ty có đầy đủ các thiết bị biết cách làm đơn xin phép gắn bản hiệu tại County và City, công ty General Sign uy tín, đúng hẹn, bản hiệu đẹp, tốt, bền, chất lượng cao, nhận tham khảo miễn phí, điện thoại số 703 334 7041 hoặc 571 277 0538. Bình Lê Auto Care hân hoan chào đón quý khách. Gara Auto Care Bình Lê chuyên sửa chữa các loại xe ngoại quốc và xe Mỹ, chuyên sửa máy làm thắng, hệ thống điện AC làm minor body nhận trách xe cũ trước khi mua. Tại đây chúng tôi có hệ thống điều khiển chuẩn bệnh xe ô tô bằng máy computer. Khi đến với dịch vụ của chúng tôi, quý vị sẽ được giảm giá 4 Mỹ Kim cho dịch vụ Safety and Emission Inspection. Quý khách cần mua xe cũ xin hãy ghé tiệm chúng tôi. Địa chỉ 100 Hewitt Avenue, Falls Virginia 22046. Số điện thoại 703 532 0513. Nhà hàng Eden Kitchen có một thực đơn đầy đủ và các món ăn đặc sản Việt Nam như cơm tấm đặc biệt, bò lúc lách, hủ tiếu nam vang, mì khô đồ biển, nem nướng kali, lẩu thập cẩm, canh chua cá kho tộ và chuyên trị phở. Nhà hàng Eden Kitchen nhận đặc tiệc sinh nhật, dạ yến cho các công ty và họp mặt hội đoàn, trang trí sang trọng, tiếp đón ân cần, mở cửa mỗi ngày, có nhận credit card. Nhà hàng được tọa lạc tại Eden Center 6793C Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044, bên phải của tàu hủ Thanh sơn điện thoại số 703 534 Eden hay 703 534 3336